Chào mọi người vào buổi tối nha. Buổi tối một buổi tối thứ bảy cực kỳ đẹp ở Yêu Sâu. Thì nếu mà bạn là một cái tín đồ yêu cây cảnh hay là một tín đồ ưa chuộng cái cây cảnh phong thủy thì bạn cũng không thể nào không biết đến một cái loài cây mang một cái tên vô cùng đẹp, đó chính là cái cây cây ánh dương mọi người ạ. Cây ánh dương mang rất là nhiều ý nghĩa đặc sắc và nó có rất là nhiều tầng nghĩa bởi cái tên hay của nó. Thì để hiểu hơn về đặc điểm ý nghĩa và công dụng của cái loài cây này thì mọi người hãy cùng em theo dõi cái clip này nha. Thì cái cây ánh dương này nó còn có một cái tên gọi khác, đó chính là cái cây hồng phát tài hay là cây hồng phúc vũ. Ngoài ra nó còn có một cái tên cực kỳ đẹp nữa, đó chính là cái cây huyết dụ kiếm mọi người ạ. Cây huyết dụ kiếm thì đây là một loài cây đã được du nhập vào Việt Nam từ rất lâu và nó có nguồn gốc từ Đông Á nha mọi người. Cây này, cây ánh dương này thì từ lâu đã là một loài cây trang trí cực kỳ được yêu thích, và ở cái vẻ ngoài của nó có nhiều sự lạ mắt về cái màu sắc hay là cái dáng cây hay là phần lá của nó đều có cái đặc biệt lạ mắt thu hút được mọi ánh nhìn nha mọi người. Thì đây là một loài cây thân gỗ khá là kỳ các mọi người ạ. Đây này nó đang chia thành rất là nhiều nhánh nhỏ khác nhau và trên mỗi nhánh nó tỏa ra những cái phiến lá cực kỳ đẹp mọi người ơi. Thì cây ánh dương này nó có chiều cao khoảng từ 20 cho đến 30 cm nha mọi người. Thậm chí nó cũng với cái loài cây to ấy thì nó có thể cao đến khoảng là 1 m cho đến 2 m mọi người ạ. Đó, đây là một cái loại cây nhỏ mini để trồng trang trí trên bàn thôi. Thì cái cây này nó có điểm đặc biệt bởi những cái điểm nhấn, đó chính là ở những cái chiếc lá của nó được pha trộn rất là những cái nhiều màu sắc, ví dụ như là màu tím, màu hồng pha lẫn với nhau đây ở trên những cái đỉnh lá đó mọi người. Còn là ở viền sọc với những cái chiếc lá ra thì nó sẽ là những cái viền sọc tím nha mọi người. Đó, thì lá của cây này thì nó sẽ thường phân dài như thế này, đó là giống như gọi là cái lá của cái cây tán, lá của cái phát tài núi mọi người. Thì cái phát tài núi mà trên nhánh nhỏ ấy thì cái dáng lá của nó cũng như thế và nó xếp thành những cái hình hoa thị nha. Thì có màu tía tím mọi người, hồng tía này, hồng tím và xanh pha lẫn với nhau tạo nên một cái cây mang một cái dáng hình hình cực kỳ lạ mắt. Đó, khi có cây khi có non thì nó sẽ chuyển xanh và trái thì nó sẽ chuyển sang màu tím hạt đó mọi người ạ. Thì đây là một cái loài cây rất là dễ trồng, không kén đất nha mọi người, và ít bị sâu bệnh. Cái cây này nên là nó sẽ được rất là nhiều người ưa thích vì cái khả năng dễ trồng và dễ chăm sóc của nó. Ngoài ra thì cái giá cả của nó cũng khá là phải chăng vừa túi tiền của mọi người. Thì về cái đặc điểm của nó là như thế, thì cái này nó còn giúp cho mọi người làm rất là nhiều ý nghĩa, ví dụ như là nó có thể làm vật trang trí ở ngoài hành lang ban công hay là trong văn phòng đó. Cái cây này thì mọi người có thể thay chậu cối vào những cái góc tiểu cảnh trong nhà của mình. Còn là cái cây này còn có cái ý nghĩa phong thủy rất là lớn mọi người ơi. Đó thì cây ánh dương thì nó là thể hiện cho sự tốt lành này, như là biểu tượng cho sức mạnh và sự ấm áp. Ánh dương đó chính là biểu tượng cho mặt trời này, là sự hòa bình và hòa hợp hợp của những người thân trong gia đình này. Với ý nghĩa phong thủy thì cây ánh dương nó chính là một biểu tượng của sự may mắn và tài lộc mọi người ạ. Chính vì cái ý nghĩa tốt đẹp đó mà cái cây ánh dương này được dùng rất là nhiều để làm những cái quà tặng bạn bè hay là những người mọi người thân yêu, hoặc là để tặng cho mọi người vào những cái dịp ngày tân gia chẳng hạn, hay là tặng sếp đó, nó đem đến cho con những người mà chồng nó được rất là nhiều ý nghĩa và sự may mắn. Nó đặc biệt nó phù hợp với những cái người mệnh thủy mệnh mộc, nó rất phù hợp với những hai người mệnh thủy và mệnh mộc. Những người mệnh thủy mệnh mộc mà trồng cái cây này thì cực kỳ hời luôn mọi người, đem đến cho những người đấy một cái may mắn dồi dào, công danh sự nghiệp cực kỳ thăng tiến luôn mọi người. Đúng cái cách trồng một cây này cũng khá là đơn giản, mọi người có thể tham khảo về một số cách ở nhà vườn hướng dẫn này. Có thể ương cây ánh dương thường trồng ở cây ánh dương thường trồng trong giỏ treo để chăm sóc và di chuyển ra cái chậu mới lớn hơn, và cây nó có thể cao như thế này rồi mọi người ạ. Cách chăm sóc một cây này cũng khá là
ánh dương là mọi người nói đến mặt trời đúng không? Thì là cái cây này nó khá là ưa ánh sáng mọi người ạ. Mọi người nên thường xuyên để cho cây ấy hấp thụ nhiều ánh sáng để cây có thể quang hợp một cách tốt nhất này, chăm sóc cây này, có thể tưới nước đủ ẩm cho cây, trồng cho cây những cái thuận nhất và thoát nước tốt, có độ ẩm cũng khá cao đó. Ví dụ như mọi người có thể trồng mấy cái loại đất xơ dừa hay là đất trộn chấu hoặc là cái đất mùn mùn đất sét đó, cái loại đất đấy cực kỳ tốt cho cây, dù là cây này hay là đồ gì khác mà cây khác thì đều đem đến hiệu quả cho cây nha mọi người đó. Cây này nó lan tỏa ra rất là nhiều nhánh, nhưng mà một nhánh nó lại tỏa ra những cái phần phiền lá như kiểu là hoa thị như mọi người, rất là đẹp. Đặc biệt là lá của nó đây nó sẽ làm cho khu vực của mình rất là nổi bật, trồng chậu này thì quả là tuyệt vời đối với cái người trồng đó. Thì cái giá cả ở bên này khá là phải chăng phù hợp với túi tiền mọi người, nó sẽ dao động từ khoảng 150 cho đến 300 thì là size cây nhỏ hay to mà mọi người muốn mua thôi. Cái này bên em đã sẵn rồi mọi người ạ, mới lấy về cho mọi người từ vườn nhà em đó. Cái lá của nó đẹp chưa mọi người, nó tím tím hồng hồng đó, rất là đẹp mọi người ơi. Ngoài cái cây như thế này ra còn có rất là nhiều cây khác đó. Chẳng hạn như là các cái dòng sen đá này mọi người ơi, mọi người nhìn sen đá có đẹp không, nó như cái khóm hoa nhỏ xinh mà nó không phải là một cái màu xanh đơn điệu nữa, nó có thể pha lẫn màu đỏ một chút trên những cái đỉnh lá tròn tròn như thế này, hay là những cái nó có những cái loại sen đá ánh hồng hồng như thế này đó, như những cái bông sen ấy mọi người, đẹp lắm mọi người ơi. Phần phần lá non của nó sẽ có một cái màu phớt hồng nha, hồng nhẹ, ở bên ngoài dần nó sẽ chuyển sang màu xanh xanh một chút, còn ngoài này thì nó sẽ điểm một chút nó màu đỏ bên trên. Phần lá của nó bóng nhẽ và có hình tròn giống như cái hạt hạt thu hạt gì đó mà mọi người cũng hình dung ra ấy, thì nó rất là đẹp bóng, nó rất là tươi tốt nha. Những cái loại sen này thì là nhiều dòng khác nhau, ngoài cái này ra còn có các loại sen đá như là sen đá đỏ tươi như cái bông ánh lửa như này đó, đẹp không mọi người không? Hay là các cái loại sen đá tròn, nên là cái loại sen đá ruby ấy mọi người, lá của nó cực kỳ dày. Cái loại sen đá mọi người thường biết là sen đá rất là một loại cực kỳ dễ chăm đúng không đó. Ngoài ra thì ngoài cái cây này ra còn cực kỳ nhiều cây khác, ví dụ như là cái cây tùng thơm và dừa Giáng sinh này đang rất là nhiều người mua rồi, mọi người hãy nhanh tay qua đây để rinh ngay không kẻo hết nha mọi người. Hay là những cái cây khác như là cây phát tài phát lộc này, ngoài cái cây tùng thơm còn có thể là cái cây tuyết tùng này đó, đều là những cái cây có thể mua vào dịp Giáng sinh Noel này, mọi người có thể mua về rinh ngay cho mình. Về cái tip chăm sóc của những cái cây văn phòng mà bên giúp em có thì đều là những cái cây cực kỳ dễ chăm sóc, đều phù hợp với tất cả mọi người. Những cái cây này chăm sóc hầu như là không cần tưới nước quá nhiều và hầu như là đều để được trong nhà mọi người ạ. Ánh sáng thì mọi người có thể ánh sáng để ngoài cửa sổ, nghĩa là có đủ một chút ánh sáng nhẹ thôi, không cần phải để thẳng ngoài nắng đâu. Những cái cây này dễ chăm sóc này, có cả các cây thủy sinh cho mọi người ưa thích, là nếu mà không thích các loại cây đất thì mọi người có thể trồng thủy sinh. Ngoài những cái cây bonsai mini nhỏ như thế này, những cái cây hoa nhỏ trên đá xin rồng thì còn có các loại cây to dạng sai đại đại ý, thì mọi người đặt ở cái góc văn phòng của mình hay là ở những cái hành lang này, ở cái trên những ban công, là trong cái góc tiểu cảnh của mình trở nên sống động hơn và thu hút nhiều sự may mắn tài lộc cho gia đình của mình. Ví dụ như là cây phát tài núi này, cây cột dạng liên cỡ đại tầm 1,5 m, hay là cái cây hạnh phúc bonsai đại cũng khoảng từ 1,5 m đến 1,6 m mọi người. Rồi những cái cây thân to đấy cực kỳ phù hợp để mọi người trồng trong nhà. Còn có rất nhiều các loại cây khác và nếu mọi người thích thì có thể qua trực tiếp bên em để có thể xem và nhìn ngắm các loại cây cảnh đấy. Cái giá thành của nó cũng rất là phải chăng thôi, phù hợp với mọi người thì mọi người có thể mua cây hoặc là mua mua nhiều thì càng được nhiều nhiều sự ưu đãi đặc biệt, để được nhiều phần quà mới đẹp. Ví dụ như là khắc tên trên chậu cây, khắc
thêm miễn phí mọi người và được tặng những phần quà rất là ý nghĩa đặc biệt. Ngoài ra còn có rất nhiều ưu đãi cho những cái vị khách mua nhiều, được tặng những cái tấm thẻ VIP và mỗi lần mọi người qua đây sẽ được giảm giá đó. Thì cái clip này sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe em chia sẻ nha. Bye bye mọi người.